Hello, xin chào anh em. Thì rất là lâu rồi mình không có ra một cái video nào hết. Thì do là bận công việc ở bên Viettel mình làm thì không có thời gian để làm video. Thì hôm nay rảnh rỗi ngày cuối tuần, ngày chủ nhật mình về quê thì có xin được hai cái đèn đó, hai đèn trước mặt các bạn đã thấy đó. Thì trong đó nó có hai bình ắc quy đây, hai bình ắc quy này này, lúc này này các bạn test thử. Đây có hàng con để con có hàng con diode để cắm cái biến áp này vô sạc cho nó, mà nó ắc quy nó chết rồi. Phải còn được hai ắc quy này là im gì đâu luôn, mà nó chết rồi các bạn. Thì bỏ, thì bây giờ bỏ ra thì cho các bạn xem cái đèn này thì nó cũng còn được cái mạch. Đèn này nó cũng còn được cái mạch các bạn. Thì cái mạch này cũng mình cũng có vẽ lại cái nguyên lý rồi, thì cho các bạn xem. Đây là một cái đèn, thì để mà cái đèn này cũng xa xưa lắm rồi các bạn. Nếu mà đèn thế hệ mới bây giờ, cái ruột trong đây là nó xài bằng led rồi, chứ nó không có xài bằng cái bóng huỳnh quang này nữa. Thì cái bóng này nó sẽ kích kích cao áp. Đây con mạch của nó, cái mạch kích cao áp này thì trên mạng có rất là nhiều, nó sử dụng dao động nghẹt đó các bạn. Có hồi tiếp về luôn hai sử dụng hai con chan này, nhưng mà sử dụng mình ắc quy có 6V thôi các bạn, hiệu suất nó cũng đạt lắm. Thì mình xin được hai đèn này, thì hôm nay chia sẻ với các bạn một cái mạch. Mạch đó, đó thì anh em có một số người thì có muốn làm thì cũng thì có thể làm, mà mình không, mình chia sẻ nguyên lý thôi, không có giải mạch in, không có thời gian các bạn. Thì nếu mà có thời gian á, thì mình sẽ làm những cái video mà chủ yếu liên quan về cái lo kéo thôi, lo kéo kéo thôi các bạn. Thì mạch có sẵn hết mà chưa test thử thôi, mới vẽ hết rồi. Để lấy laptop cho các bạn, mở lên cho các bạn xem cái nguyên lý các bạn. Mình vẽ lại rồi mình vẽ trên laptop. Nó thì đây cho các bạn xem cái nguyên lý của nó. Đó. Thì nguyên một phần này nè là cái phần công suất rồi biến thế của cao áp. Thì cái cuộn này là cuộn hồi trực tiếp, cuộn này là cuộn kích như bình thường của mình vậy đó. Thì cái cuộn ngoài này là cái cuộn ga áp cao đó các bạn, để kích cho cái bóng huỳnh quang đó. Thì cái phần này là nó sẽ cấp nguồn từ đây nè, nó qua một cái cuộn cảm như thế này để lội những cái tần số mà cao, tần số không cần thiết để lọc phẳng các bạn. Cái cuộn này thường thường thì nó cũng có nhiệt đó, các bạn cũng nóng á. Thì rồi còn cái phần trước này á, là cái phần sạc, sạc có cái chỉnh lưu nữa, bạn sạc bằng cái biến áp. Thì trước tiên thì sẽ cấp hai cái xây chiều 9V, tầm khoảng 9V 8V gì đó để sạc cho cái bình 6V đó các bạn. Thì cấp vào nó nắng ra ra luôn đó, là chắc được 8V 9V gì đó. Thì đây cấp vào, đây là cái ngõ dương ra được nắng qua con tụ này các bạn, mình không để chơi chỉ số. Thì đây cấp vào thì khi có điện thì nó sẽ đi qua đây, rồi nó đi vào cái con điện trở này nè, để hạn dòng cho cái led. Thì led nó sẽ báo sạc khi mà sạc đầy đầy đến cái điện áp,
Khi mà sạc đầy thì cái điện áp thì đây nó sẽ là 7V ngoài ta, 8V gì đó, thì nó qua điện trở, nó hạn dòng bớt lại và nó đánh thủng qua con inverter, đánh thủng qua con inverter 6V này. Thì đánh thủng qua con inverter thì bóng led này nó sáng, thì led này led báo đầy là xong cái phần 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 báo. Rồi khi mà các bạn ghim sạc vô thì đây nó sẽ có điện áp kích vào trong B của con transistor này, thì CE thông nhau, CE thông nhau thì coi như chân ơ đó bạn, nó xuống mát luôn. Thì chân ơ này xuống mát thì cái con transistor này nó bạn, cái chân B nó ở mức 0V, nhưng mà con này là do con nghịch, nó chạy ở mức cao các bạn, còn mức thấp thì nó không dẫn, thì nó không dẫn thì relay này nó không hoạt động, nó sẽ không cho phần này chạy. Khi mà bạn sạc thì nó sẽ không cho các bạn đốt đèn. Thì đây là cái công tắc chuyển on off các bạn, đây là đang ở chế độ on nè các bạn. Thì cái nguyên lý nó rất là ngộ luôn các bạn ơi. Đây các bạn thấy là khi mà điện áp sẽ nạp vào cái con tụ này này các bạn, khi mà các bạn bấm on lên như thế này thì nó sẽ đi như thế này, nó sẽ đi đổ qua như thế này luôn, thì nó có áp kích cho chân B CE thông, thì coi như đây là điểm xuống mát các bạn, coi như thông xuống mát. Thì cái relay này một cái lên nguồn cái xuống mát thì nó sẽ đóng lại cho cái phần cao áp này chạy. Nguyên lý rất là phức tạp các bạn, nguyên lý cực kỳ phức tạp luôn. Thì để mình test trên thực tế cho các bạn xem, thì test cho các bạn xem trước, thì đây là cái bình ắc quy mình mới mua các bạn, bình đây 6V 4 ampere giờ, thì bình này mình mua 90.000 các bạn. Cái mình thấy cái này được mình sửa chữa thử xem, thì đây cái mạch của nó như thế này. Đây các bạn xem, nó có chữ on và chữ off. Đây mình bật on cho các bạn xem nè, đây mình bật on ha, rồi mình cắm điện vào. Nào, cắm điện vào rồi các bạn thấy đèn nó sẽ không sáng đâu. Các bạn tự nhiên mình để on cái cắm điện vô là nó sẽ không sáng luôn. Nó nguyên lý, bởi vì mình mới nói nguyên lý nó phức tạp. Khi các bạn bắt ốp nè, xong cái mở on lại. Ủa? Khoan, xin lỗi các bạn, cái cọc vịn nó bị xích ra ha. Đây. Đó, hiện tại đang ở chế độ on đó các bạn. Nó vẫn không sáng nè. Mình bắt ốp lại. Rồi, bắt on lên thì đèn nó mới sáng. Ha. Nó kỳ ở đây có một cái công tắc nữa là nó có chữ gì? Nó có chữ low và high, có nghĩa là thấp và cao quá, thì mình muốn bật qua đây thì nó sẽ, mình bật về phía này thì đèn nó sẽ sáng mạnh hơn nữa. Đó, ở đây các bạn xem. Thì khi mà bật ra đây thì nó điện đi trực trực tiếp cao ra luôn, từ biến áp này ra cao áp luôn. Còn khi mà các bạn bật ngược lại mà mức thấp cho nó sáng yếu lại á, thì nó sẽ qua hai con tụ này, nó qua hai con tụ này nó cản bớt lại. Thì đây là cái nguyên lý của nó. Đây các bạn có thể xem, đây là nó, đây đây là cái công tắc on off của nó. Đây mình tắt đi nè, đây mình tắt đi, thì các bạn xem đo điện áp đây là so với mát nè, với mà cái cực dương của cái con tụ xanh này là các bạn là nằm ngay ngay trên đây nè, các bạn sẽ thấy nó vẫn còn nạp điện là 6V mấy các bạn, nó sẽ còn nạp, nó giữ đó để nó đóng mở cái relay
nó sẽ nạp giữ đó. Đây cái nguyên lý của nó là các cái nguyên lý hồi nãy các bạn, nó sẽ nạp để nó đóng mở cái con transistor đó, để đóng mở gì relay để cấp cao áp cho nó. Thì thực sự mặt này cũng nó không có phức tạp gì lắm, nhưng mà mình hiểu không sâu thì mình sẽ không phân tích được. Rồi thì cái nguyên lý của nó chỉ có vậy, thì giới thiệu cho các anh em các bạn xem chơi cho vui thôi. Thì hứa hẹn với anh em thì những cái video đợt sau sẽ là những cái video về loa loa kéo, có cái inverter mình mới, cái inverter mà về cái chủ đề mà cái biến áp xung của nguồn ATX mà không cần quấn lại. Thì có một số bạn thì vẫn còn thắc mắc, thì không biết làm thế nào để gắp cái loa kéo hoàn chỉnh, thì mình sẽ gắp một cái loa kéo hoàn chỉnh trong công sức cũng nhỏ thôi, để cho các bạn xem tham khảo, có thể tự tay gắp thì nó rẻ tiền hơn các bạn, hoặc có thể tận dụng đồ cũ gì đó thì nó sẽ êm hơn. Thì mình chia sẻ cái mạch này ở dưới phần mô tả, chia sẻ nguyên lý thôi nha các bạn, không có chia sẻ mạch in, tại vì mình không có muốn làm cái mạch này để vẽ mạch in. Mạch này thì nếu mà mình làm thì mình sẽ làm xài con dao động 3 số 5 các bạn, xài con dao động 3 số 5 để nó kích thì nó vẫn làm cao áp ra, vẫn đốt được bóng đèn này. Nhưng mà chia sẻ cái mạch để những bạn nào gặp những cái đèn như thế này thì có nguyên lý để mình sửa chữa. Thì cái nguyên lý cái mạch này thì nó bị hư là hư cái nó hư cái con để hai mình thay cái con transistor chỗ này là để đóng mở cho cái relay nó cấp điện cho cao áp các bạn. Thì nguyên lý nó chỉ có vậy. Rồi thì video đến đây thì cũng xin hết, xin tạm biệt các bạn, hẹn lại các bạn một cái video tiếp theo thì nói về cái lo kéo ha, hoặc là công sức về âm ly các kiểu gì đó. Thì cái dự định tới những cái video tới của mình đó, thì sẽ là lo kéo và phần âm thanh âm ly sử dụng bình ắc quy gì đó. Rồi xin chào các bạn.